Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 26 tháng 2 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 26 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 28 vụ, làm chết 15 người, bị thương 26 người. Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 6.820 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Trước báo cáo của ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tình trạng trên một số tuyến cao tốc hiện nay, mặc dù đã có biển cấm nhưng nhiều xe máy vẫn cố tình đi vào, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng sớm xây dựng một nghị định trình chính phủ để xử lý triệt để vấn đề này. Nếu cần thiết sẽ đề xuất với chính phủ cho phép tịch thu xe máy của những người cố tình đi vào đường cao tốc. Những xe thu được sẽ tiến hành bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để ủng hộ người nghèo. Hiện cả nước có 576 km đường cao tốc được đưa vào khai thác. Cuối năm nay, hai dự án Hà Nội - Hải Phòng và Lào Cai - cửa khẩu Kim Thanh hoàn thành, nâng tổng số chiều dài đường cao tốc lên 700 km. Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Theo đó, loại xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn sẽ tăng mức phí từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng cho suốt tuyến đường cao tốc. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, thời gian điều chỉnh tăng mức thu phí trên đường cao tốc này được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Dự kiến, doanh thu từ việc tăng thu phí sẽ đạt khoảng 620 tỷ đồng. Việc tăng phí nhằm tạo nguồn vốn đầu tư theo hình thức BOT cho hai nút giao thông là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương với tỉnh lộ 10B và đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đường Trần Đại Nghĩa. Dịp Tết vừa qua, thông qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tiếp nhận và xử lý nhiều trường hợp nhà xe nhồi nhét khách, thu quá giá quy định. Tuy nhiên, ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, là một trong 10 người cầm đường dây nóng cho biết, vấn đề phức tạp nhất trong những ngày cầm đường dây nóng chính là phải ứng phó với tình trạng quấy phá đường dây nóng. Có ngày, 30% số cuộc gọi đến, đầu này nghe máy thì đầu kia tắt bụp, gọi lại không nghe, nhắn tin không trả lời, có số nháy máy cả buổi. Những số này thường là sim giác, 11 số. Theo ông Dũng, đây rất có thể là những số của nhà xe vi phạm cố tình quấy phá. Bên cạnh đó, cũng nhiều hành khách bị phụ xe theo dõi để không thể nhắn tin, liên hệ với đường dây nóng. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cảng khách quốc tế Phú Quốc sẽ được xây dựng tại thị trấn Dương Đông, cảng có thể tiếp nhận tàu chở 5.000 đến 6.000 hành khách. Vị trí xây dựng cảng hành khách nằm dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt từ trong khu đô thị chạy ra biển theo hướng Tây nên thuận tiện kết nối giao thông, tạo nên một điểm nhấn cho đô thị Dương Đông trong tương lai. Dự báo, nhu cầu hành khách đường biển quốc tế tới Phú Quốc có thể lên tới 105.000 đến 190.000 hành khách một năm giai đoạn 2020. Mặc dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhưng mà sau Tết Nguyên đán thì các nhà xe ở Quảng Bình chạy vào phía Nam vẫn chém chặt hành khách với giá vé cao gấp 2-3 lần so với ngày thường. Đáng nói là tình trạng này diễn ra công khai nhưng không bị đơn vị nào phát hiện để xử lý triệt để. Cụ thể, tuyến Quảng Bình - Thành phố Hồ Chí Minh giá vé trước ngày 28 tháng 2 tức mùng 10 Tết, nhiều nhà xe đã lấy từ 1,4 đến 1,6 triệu đồng. Sau ngày 28 tháng 2, giá vé chỉ giảm hơn khoảng 100.000 đồng một vé. Giá vé các tuyến đi từ Quảng Bình đến Tây Nguyên cũng cao gấp 2-3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, giá vé niêm yết tại các bến xe giường nằm xuất phát từ Quảng Bình đi bến xe miền Đông chỉ có giá từ 500 đến 750.000 đồng, đi Đà Nẵng có giá 130 đến 150.000 đồng, đi Gia Lai có giá từ 450 đến 550.000 đồng. Nhiều hành khách làm công nhân phản ánh mua vé từ Quảng Bình đi Thành phố Hồ Chí Minh có những trường hợp 5 người nhưng nhà xe lấy tới 7 triệu. Một số công nhân bức xúc gọi điện phản ánh nhưng mà tình trạng trên vẫn diễn ra công khai. Tình trạng này, nhiều hành khách cho rằng nếu các cơ quan chức năng không có phương án tăng cường xe, quản lý giá vé thì tình trạng trên sẽ vẫn tái diễn, người chịu thiệt vẫn sẽ là hành khách.
Trạm Cảnh sát Giao thông Quốc lộ 1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa cho biết vừa truy bắt hai xe khách biển kiểm soát là 14B00439 và 37B00378 chạy hướng Nghệ An Móng Cái, đoạn qua địa bàn của huyện Tĩnh Gia, chở quá nhiều người so với quy định. Đáng nói khi lực lượng Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh kiểm tra thì hai xe trên đã rú ga bỏ chạy. Qua kiểm tra, xe khách mang biển số 14B00439 do Trần Văn Phơn, sinh năm 1985, trú tại xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, điều khiển chở 117 hành khách, vượt xa quy định chỉ được phép chở 37 người. Còn xe 37B00378 do Nguyễn Văn Dân ở thành phố Vinh, Nghệ An điều khiển, chở trên xe 74 người, trong khi quy định chỉ cho phép chở 40 người. Thông tin ban đầu cho biết, hai xe khách này đang hoạt động chở khách từ Nghệ An đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trạm này đã báo cáo sự việc lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã điều động 6 phương tiện tới hiện trường để luân chuyển hành khách từ hai xe khách vi phạm nói trên. Đến 1 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 2, việc san tải khách mới được hoàn tất. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản xử phạt đối với xe khách 14B00439 với tổng số tiền phạt là 85 triệu đồng. Xe 37B00378 bị phạt 38 triệu đồng. Còn Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Cục Quản lý Đường Bộ 2 ra quyết định xử phạt đoàn xe đầu kéo chở gỗ quá tải từ Lào về bị tạm giữ ở cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cách đây 2 tuần. Tổng số 40 xe chở gỗ vi phạm quá tải trọng cầu đường đã bị phạt lên tới gần 400 triệu đồng. Sau khi cân tải trọng trong đoàn 45 xe thì có 40 xe vi phạm lỗi chở quá tải từ 20 đến 50%. Chiếu theo khung, mức phạt thấp nhất sẽ là 8 triệu đồng, cao nhất là 12 triệu đối với mỗi xe vi phạm lỗi chở quá tải trọng. Các xe chở quá tải đã bị buộc hạ tải và được phép lưu thông. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ giấy tờ người điều khiển và phương tiện liên quan. Người vi phạm phải nộp phạt trong vòng 7 ngày. Đáng chú ý, từ đầu tháng 2 tới nay, lực lượng liên ngành giao thông Hà Tĩnh và Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hai đoàn xe đầu kéo chở gỗ quá tải trọng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay, công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ đã chấm dứt hoạt động tại bến xe khách Cần Thơ trên đường Hùng Vương, Nguyễn Trãi và di rời về địa chỉ 36 Nguyễn Văn Linh, bến xe 91B, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, ngày 24 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hùng Dũng đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố tập trung phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực bến xe 91B đường Nguyễn Văn Linh. Về phần mặt bằng bố trí cho các doanh nghiệp vận tải từ bến xe Hùng Vương rời về bến xe 91B, Công ty Cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ đảm nhận trách nhiệm sắp xếp để đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi. Từ năm 2009, thành phố Cần Thơ có chủ trương di rời bến xe Hùng Vương nhỏ hẹp, quá tải, ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực trung tâm về bến xe mới 91B có diện tích 31.000m2 trên quốc lộ 91B. Bến xe này đã xây dựng hoàn tất từ năm 2003, có vị trí thuận lợi hơn. Tuy nhiên, sự việc nhùng nhằng kéo dài gây bức xúc trong dư luận suốt thời gian vừa qua, đến nay mới được giải quyết. Thưa quý vị, nạn xe dù bến cóc lộng hành khắp nơi nhưng mà vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý. Đây là thực tế đang diễn ra tại nhiều địa phương. Nhiều lý do được đưa ra, trong đó phải kể đến sự bất lực của lực lượng chức năng trước vấn nạn nhức nhối này. Sau nhiều ý kiến cho rằng việc những bến cóc xe dù này còn đất sống, không ngoại trừ trường hợp là chính những người thực thi công vụ đang thả lỏng vì những lợi ích cá nhân nào đó, ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk. Rạng sáng trước cổng bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, hàng chục chiếc xe khách từ nhỏ đến lớn ngang nhiên tập kết thành hàng dài rồi vòng đi vòng lại để bắt đủ khách. Cách đó không xa, nhóm cò mồi cũng đang trực chờ, hễ có khách là sẵn sàng lôi kéo giành giật gây náo loạn trước cổng bến xe. Không chỉ xe nhỏ mà nhiều xe lớn
chạy tuyến phía Bắc cũng tập trung tại đây, tự do bắt khách thay vì vào bến theo quy định. Không chỉ gây mất an ninh trật tự, mà những chiếc xe khách này đang cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trong bến. Từ 5 giờ sáng đến khoảng 7-8 giờ gì đó là có một số xe là hay đậu bên cây dầu, quần tối quần lui, làm một cái lượng khách nó không được vào bến, cái thứ nhất. Cái thứ hai là tăng thêm cái số lượng cò nó vây quanh ở ngoài bến, đâm ra nhiều khi là nó mất trật tự trong cái tình hình bến. Bọn cò nó lôi kéo qua rồi lôi lại giữa bên đường này đường với bên kia đường, nó đã là xảy ra cái an toàn giao thông là nó đã không có rồi. Với lại nó ảnh hưởng giữa nhà xe với lại cái bọn cò nó cũng có tranh giành với nhau, ví dụ chẳng hạn như vậy. Ngoài đường thì tranh giành những cái xe chạy dù đầu độ ngoài cây dầu, đầu độ bến cóc quần du để lấy khách ngoài đường, thì trong này tụi tôi cũng còn khách nữa nên chỉ cạnh tranh không lành mạnh. Đắk Lắk là đầu mối giao thông của cả khu vực Tây Nguyên, kết nối miền Trung, Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, nên nạn xe dù cũng theo đó mà lộng hành tứ phía, từ các trục chính tới bệnh viện, trường học, thậm chí len lỏi vào cả các ngõ hẻm và tranh giành cả khách các trạm xe buýt. Đặc biệt nhất là đôi lối kéo, giờ khi có là chi thằng bắt lên xe này hay lên xe khác không cho đi, là giờ khi đúng chiếc xe của nó thì nó là đưa mình lên đi, do vậy nên chi mình đổ tài bến rồi mình mua vé xe đi là đàng hoàng luôn. Một dạng bến cóc khá phổ biến hiện nay ở tỉnh Đắk Lắk đó là các nhà xe chạy các tuyến phía Nam đã tự bán vé và xếp khách tại nhà riêng hoặc tại trụ sở công ty. Hàng chục chiếc xe to lớn đỗ cồng kềnh nối dài trên đường phố, gây cản trở lưu thông của các phương tiện khác. Điều đáng nói hơn là tình trạng trên đã xảy ra nhiều năm nay, ngay giữa ban ngày mà không bị cơ quan chức năng xử lý. Khi hành khách đến bến thì vì lực lượng có mồi núp bóng dưới những lều quán từ mọc từ mỡ cho nên hành khách không vào bến. Cái đó ảnh hưởng đối với những cái phương tiện có chấp thuận tuyến khai thác trong bến rất lớn và tạo thành một cái hành lang mất an toàn đối với xã hội. Mà xe dù bến cóc cứ tràn lan như vậy thì nó rất ảnh hưởng rất lớn đến cái mặt thu thuế đối với nhà nước. Vậy tôi xin kiến nghị với chính quyền địa phương, với cơ quan chức năng tạo một cái hành lang tuần tra kiểm soát xử lý triệt để những cái lều quán từ mọc từ mỡ lấn chiếm lòng lề đường. Đối với cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông thì kiểm tra chặt chẽ những cái phương tiện không rõ nguồn gốc vòng vo bắt khách, gây mất an ninh trật tự, đe dọa an toàn giao thông, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp vận tải chân chính, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Song sự bất lực của lực lượng chức năng địa phương khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, phải chăng xe dù bến cóc có thể tồn tại đến tận bây giờ cũng chính là nhờ lực lượng này. Bản tin giao thông an toàn ngày 26 tháng 2 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.